Kính chào quý vị. Hôm nay mình tiếp tục làm mấy cái cây trong nhà mình nghe. Hôm nay mình sẽ tiến hành nhổ cái cây này lên, làm lại cái chậu cây này. Cái này người ta gọi là ở đây nghe người ta nói là cây lưỡi mèo nha. Còn cây lưỡi hổ là cây kia kìa. Đó, thấy không? Nó dày thòn, nó cao á, thấy không? Còn này là lưỡi mèo. Nước mèo thì nó lớn cao cỡ này là gần hết cỡ rồi, trong chậu nhỏ thì cỡ như vậy là coi như hết cỡ rồi đó. Nó muốn già nè, những lá già nè, không nó đẻ con tùm lum hết, chặt cứng rồi. Ở đây mình sẽ nhổ ra nghe, nhưng mà mình cái cây này nó dễ sống lắm, mình sẽ đem vô mát làm quý vị cho quý vị cùng xem ha. Đây là cái cây tắc của mình ha, cái xương rồng. Rồi mình sẽ đem vô mát mình trồng cái cây đó lại. Này nắng quá. Đây là cái gốc nhỏ mình trồng mấy cây mà mình trồng lại là mình phải để trong mát ha. Đây cây này bây giờ như thế này nè, đây mọi người để dưới đất quý vị thấy không, thấy không, mình không có cần chi cho khó khăn đó, không để con dao cái lá, mấy cái lá dưới nó xấu quá rồi nè, mình cũng cắt bỏ hả. Lá này mình cũng cắt bỏ thôi, quất ngang luôn rồi mình ghim lại. Rồi đó, không nè, những lá này mình cũng bỏ thôi, chứ mình trồng lại là nó xấu lắm này. Nè, nó già, nó bị rụi rồi. Cái này nó gãy thì còn được. Rồi, không nó chậu. Chậu này nó đẻ con tùm lum nè. Ví dụ mình muốn trồng lại qua chậu khác trồng, quý vị nào có gần thì xin mình cho. Nhổ lên đứt rễ ha, cái này có cái con mình phải nhổ cẩn thận cho nó chứ không nó này có cái con lum này để mình ấy lại trồng lại mấy cái con ha. Không vậy là coi như là nó mất sức rồi, rễ không à. Người đâu còn đắt nhiêu đâu, rễ không. Rồi mình sẽ vô đắt lại. Rồi ghim vô thôi các bạn ha. Nè vậy cái mình làm lại cái thành cái cây mới hả. Rồi đó xong, cái này coi như là xong rồi đó nghe.
sắp cho ngay ngay lại đứng. Mai mốt nó sẽ tươi lại, sung lại, đẹp lại. Đây là cái cây mà hôm trước mình cắt, mình nhổ lên nữa rồi. À, cây này này. À, hai cây này hôm trước mình ghim ngang, bữa nay mình sẽ nhổ lên coi cái rễ thôi, cho vị cùng xem nha. Này, rất là rễ ha. Nè, cây này có dấu cắt nè không? Đó. Mình cắt nó giờ nó ra rễ tùm lum này. Đó. Thì thấy không? Này cái dấu cắt nè. Đó, nên mấy cái cây lưỡi mèo mình trồng cái kiểu vậy đó. Giờ cái chậu này nó cũng nhiều quá rồi, cái mình nhổ lên luôn. Mình ghim lại cái cây thôi. Đó. À, đặc biệt là mình sẽ chuyển từ cái chậu trong đất này, mình tiếp tục mình làm những cái cây như thế này. Đây nè, vô nước ha. Này là cái thiết bị, cái mấy cái hũ đựng thức ăn mình vô. Này là cái vỏ chai nước ngọt nè, hồi xưa mình ghim một nhánh rồi giờ nó đẻ con lên luôn nè. Đó nha, mình bỏ đá vô cho nó cố định cái gốc. À, nó đãi con nè. Rồi. Còn mấy cái nhánh này thì bây giờ mình ấy thôi. Ví dụ là gì mình rửa sạch. Rửa sạch đi rồi cái mình cho vô cái hũ quá này. Bẻ bớt ha, mấy cái lá này xấu xấu mình bẻ bớt và bữa cho nó đẹp lại. Rồi cho vô thôi vậy đó, vậy là rồi cho nó ngập nước miếng à, ngập nước từ dưới gốc rễ lên là nó sống rồi. Rồi rồi mấy cây lưới mèo tùm lum. Còn các mấy cây mà mình mới ương chiết như thế này thì mình phải để trong mát nha mày, nắng quá nó khô. Rồi hôm nay mình làm mấy cây lưỡi mèo của mình nha, rồi chia sẻ cái hình ảnh cách làm của mình lên cho quý vị cùng xem. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi nha, xem mà thấy thú vị hay like đăng ký kênh để ủng hộ kênh và nhận tiếp những cái video mới nữa. Này là cách chơi tiết kiệm nha. Rồi bye bye, hẹn gặp lại.